Dear passengers, we have landed at Tokyo International Airport. Trời mưa mọi người, mới lấy phòng xong. Bây giờ mình đi ở đây được cái nó gần cái 7-11 mọi người, cho nên đi mua đồ ăn được. Đỡ quá lạnh nữa, trời mưa nữa. Oh my god. Xin chào buổi sáng các bạn. Thank you. Xin chào buổi sáng tất cả các bạn. Thì ngày thứ hai ở tại Tokyo mọi người. Hôm qua không quay được gì hết mọi người. Hôm qua là một ngày nói sao ta. Có bệnh đó thì ngủ trên máy bay xong rồi lạnh quá, ho rồi ói xong rồi về tới đây nha mọi người. Cái phòng nó nhỏ quá luôn á. Đây nè mọi người. Hôm bữa ngày đầu là ở đây nha. 304. Cái này là toilet, nhà vệ sinh, rồi cái sinh rửa tay ở đây. Rồi có một cái giường đúng, cực kỳ nhỏ. Ba người, bốn cái vali không đủ đâu mọi người. Mà ở đây mình ở ngay Ginza mọi người. Nó là trung tâm luôn cho nên nó mắc lắm mọi người. Khách sạn cực kỳ mắc luôn. Do đó thì hả, ngày hôm qua mình đã xuống làm thủ tục upgrade lên phòng mới. To hơn, lớn hơn có 6m² nha mọi người. Mà mắc lắm luôn á mọi người. Lát nữa mình sẽ cho các bạn xem cái phòng mới. Một đêm ở đây chắc là 15 triệu hả? Nhưng mà rất là gần, bây giờ mình đang đi mua Starbucks cho cả nhà. Sau đó hồi nãy mình có một cuộc nói chuyện để đổi phòng mọi người. Thì ok, đi thôi. Let's go, hôm nay đi ngắm hoa anh đào nha. Ok. Nếu các bạn mà tới Ginza thì ở ngay ngã tư mà có cái Nissan á mọi người. Đó, thì xéo qua bên đường. Cái tiệm bánh đó là tiệm bánh rất ngon nha. Rất đông người xếp hàng. Hình như hôm nay là sẽ chặn đường để thành cái walking street đó mọi người. Bên đó rất là ngon nha. Nhân đậu đỏ, nhân kem. Nói chung là ngon lắm mọi người, nên thử nha. Một trong những điều tôi rất thích của Nhật Bản nè mọi người. Một cái tòa nhà rất nhiều tầng. Mỗi tầng là một cái doanh nghiệp. Nhìn rất là hay đúng không? Starbucks. And mint tea? Yeah. Mint tea. And yes, please. And this one too. Thank you. You have a good one. You too. Mình chỉ muốn nói với lại các bạn một điều thôi. Đôi giày này cực kỳ êm luôn nha mọi người. Cực kỳ êm luôn. Không biết các bạn thấy được không nữa nhưng mà nó rồi em. Hey, shout out New Balance mọi người. Let's go. You blow my fam. Hôm qua tính mua cái này cho coi bình rồi mọi người. Nắng dày mà đồ đông nè mọi người. Trời ơi. Đó. Millennium Mitsui Garden Hotel ở Ginza. Ngay góc đường rất là tiện. 2 tiếng đúng dọn phòng. Hôm qua là cái view mà hồi nãy hồi sáng mình đi ngang mọi người. Còn hả ngày hôm nay á là view của Ginza nha mọi người. Không, Ginza, ở đây là khu Ginza đúng không? Nhưng mà hồi đó mình ở khách sạn cũ là bên kia kìa. Nhưng mà cái đường này đi ra đi dọc xuống, đi quẹo hướng này nè. Đối diện là bên kia là Starbucks nha mọi người. Đó. Thì đây view rất là đẹp nha. Ở dưới đây á là showroom của Mercedes hay sao á. Nhưng mà phòng này bự hơn rất nhiều nha. Bự không bền? Bự không? Sao khóc vậy? Em bị mạnh lắm á nha ba. Em bị là vua phải không? Mạnh hơn vua. Mạnh hơn đâu 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 ba coi coi. Vua lên con cười lên. Ba em vua. Lát có đi Pokemon Center không? Ok. Nó là dặn cái nước này. Qua đào nhớ không? Chưa
Đây giá đây nha mọi người. Adult là 500, 65 tuổi hoặc là hơn là 250, học sinh là 250. Thank you. Đố mọi người biết cái nơ này là cái gì? Ok. Là cái gì? Cái nơ đây là cái nơ kẹp tóc. Nhưng mà ba thấy mẹ gắn vô nó hợp không? Hợp. Đây là nơ kẹp tóc mới mua qua đó. Sakura. Con này cũng chưa là Sakura. Hùng vàng ấy. Nè, hai đứa hùng vàng. Wow. Phòng của mình á là ở ngay trên cái chữ Mitsui, còn của ba mẹ là Milan nha. Hello. Bây giờ con và gia đình con đang đi Pokemon Center. Con này rất giống mẹ Ni luôn á. Cảm ơn con. Mỗi người á chỉ được mua có 2 hộp thôi mọi người. Một hộp á là khoảng 5.400 yên, là rẻ hơn. Cái này đi con, ở nhà mình đủ cái này rồi. Thank you. Tôi nói mọi người á, tới nỗi á mà cái túi này á bán còn hết nữa, chỉ còn túi này thôi. Ở đây á, khi mà các bạn mua mấy cái hộp nữa mọi người, thì á nó rẻ thiệt, nhưng mà có điều người ta sẽ tháo cái bao ra luôn. Đó, cho nên không có thay đổi, không có exchange, không có refund gì hết đó mọi người. Ba, đúng rồi. Đâu ba coi coi. Đâu, nè. Wow. Tokyo một lần nữa, Starbucks mọi người. Thì ngày hôm nay kế hoạch không biết là đi đâu hết, nhưng mà chắc là sẽ đi mua sắm ở tại Ginza, chụp hình cho đồ mới của mình, áo mới nha mọi người. Đó, jersey mới, short mới luôn nha mọi người, short dù nha, dây bao dài luôn. Tối ngày hôm nay mình có một cuộc hẹn đi ăn với lại khách của mình. Có thể là ngày hôm nay nếu mà ông bà nội với lại mẹ Ni mà về khách sạn sớm á, thì hai cha con mình sẽ đi những cái vintage shop của Pokemon. Ok, Pokemon TCG, let's get it, đi không mọi người.
ok đây. Số mấy con? 6. Dạ. 6. Chị. Hôm qua lúc đi khoe khoe với mọi người cái nơ đó, xong rồi đi bị mất luôn ở Pokemon Center rồi. Hết nơ rồi. Hết nơ rồi hả? Hết đi, hết đi. Còn không? Một cái duy nhất ở đây luôn nè, bà coi đi, con quay đi. Hôm qua mẹ tới mẹ coi mẹ thấy mà. Yes. Nè, mua được cái nụ cười nè. Khỏi cười cho nhủ. Con biết mua con không em. Con biết mua không em biết cho bư nè. Biết cho bư là cái gì, chế hả? Ừ. Ừ. Mình nó có một cái thói quen đó rất là hay mọi người. Đó chính là mình đi tới cái nước nào á, mình sẽ mua một cái xe mô hình nhỏ của cái nước đó, là taxi hay là xe bus. Thì ở tháng 1, tháng 2 á, mình đi Hồng Kông, mình mua xe bus với lại taxi rồi đúng không? Thì bây giờ nè, cái này là taxi của Nhật, mình đã mua rồi nha mọi người. Mình mua hôm bữa đây rồi, đó, quay cho mọi người coi thôi. Đối với lại cái khu Ginza thì cuối tuần thứ bảy chủ nhật á, là cái đường này được block lại nha mọi người. Cái này là Matsuya nè, LV đúng không? Cái đường này được, hello con, được block lại làm thành cái phố đi bộ, nhưng mà tới chiều thôi mọi người. Đó. Các bạn thấy cái store gì không? Hey, I'm just saying. Tôi đang cầu cái vòng tay Van Cleef nha mọi người. Let's get it. Bây giờ đang là 2 giờ rưỡi, ông bà nội còn đang đi shopping, gia đình của mình thì ghé 7-Eleven đói bụng quá, mua đồ ăn về ăn mọi người. Cái này là mì gói nha, thì cái này là cái mì gì mình không biết nữa, nhưng mà nhìn khá là ngon. Xong rồi mình có mua mấy cái salad nè, cái salad nuôi nhìn cũng rất là ngon, mình cực kỳ thích cái này. Cái này nhìn là biết rồi mọi người, thanh cua nè. Cái này ai mà ở Nhật hay là ai mà qua đây hay là mua được cái mì này, đây là mì udon, giống như hồi tối hôm qua mình ăn, có một cái miếng đậu hũ chiên. Nó nằm như vậy nè mọi người, nó cực kỳ ngọt, nó cực kỳ ngon luôn. Highly recommend nên ăn thử nha mọi người. Rồi bây giờ nhà mình ăn trưa, sau đó có thể là mẹ Ni ở nhà. Hai cha con đi đâu bên? Pokemon! Mẹ Ni cũng ngã rồi. Đâu? Cái lá này mọi người, Dragonite á. Cái này là 2001 mọi người, là 30.000 yên. Cái này á là mấy cái lá mà trong mơ của mình luôn á mọi người. Pikachu mặc đồ Charizard, Rayquaza. Mấy cái này á hình như là Poncho. Thì á cái lá này là Roy nha mọi người, là đã là 350.000 yên rồi. Oh my god. Có cả Van Gogh nữa. Nè con, PSA 10 2003 Charizard Sky Ridge 2.500.000 yên. Oh my god. Đâu con? Wow, có Mew nữa mà bên. Ở dưới tầng hầm của Matsuya mọi người, là ở đây có bán đồ ăn rất là nhiều nha mọi người. Có mấy cái đồ chiên, rồi có xôi, có sushi, có đầy đủ hết nha mọi người. Gì con?
bánh nè, tôm nè, salad nè. Chào mừng các bạn đến với lại Shuya. Let's get it. Day 3. Let's go. Thấy ở đây á, nó là một cái mall có vừa đồ hiệu, đồ local của Nhật, rồi có mấy cái brand rất là Nhật Bản mọi người. Uncover nè, Ambush nè, APC nè, rồi The North Face cũng có nè mọi người. Alexander Wang, ở dưới là Burberry, Chiu Sander, rồi Gucci nữa mọi người. Nếu các bạn mà có tới đây á, Shibuya nhớ nha mọi người, khu này nha, Shibuya Parko. Ở đây rất là gần nhiều chỗ, có Louis. Có gì con? Có Burberry. có Pokemon Center, có Mario. Yeah, let's get it. Đi không mọi người? Đi. Tôi nói với bạn nghe nha, đồ Kenzo bây giờ. Oh my god, it's the man, I'm telling you. Đồ Kenzo. Nha mọi người, Kenzo. Bruh. Nếu hôm nay tôi không mua được giày thì tôi sẽ quay lại Kenzo để mua cái túi này. Yes. Cái này là giày của Onitsuka Tiger mọi người. Nhưng mà cái bản để là Onitsuka thôi nha. Cái form này rất là đẹp luôn mọi người. Cái này là cái hộp đựng bài với lại những cái slip để đựng bài nè mọi người. Thông báo các bạn là thủy thủ mặt trăng mua nước, nhưng mà bị chỗ đó nó chảnh quá, thủy thủ mặt trăng mua được có cái ly nước à. Mua có ly nước đứng 45 phút luôn nè. Tội quá. Tội chưa đánh. ¥5,500 hả, là mấy trăm ngàn hả? Mấy trăm á. Giữa một cái cửa hàng có một cái cái giường. Hiện tại bây giờ thì cả nhà tôi đã mệt rồi mọi người. Con mình tôi đi mua bánh mì. Với lại kế khách sạn có một cái chỗ bán camera rất là đẹp. Đi không mọi người? Oh my god, mưa man. Cái Instax nhỏ này nè mọi người, kiểu là mình đeo ở trước ngực á, đi đâu thích cái gì á bấm chụp thôi. Không thấy được gì hết nhưng mà giờ rửa ra nó khá là hay mọi người. Nissan Crossing á mọi người. Đối diện bên đường này, nói chung cái chỗ này nó đối diện Seiko hay là Gucci, nhìn xéo qua thì ở đây có bán cái bánh mochi, ở bên trong là nhân đậu đỏ với lại dâu, cực kỳ ngon. Hôm bữa mình ăn rồi, nay ăn nữa nha mọi người. Mình rất là thích.
Nhưng mà Ni á thì muốn ăn cái khác, cho nên chắc là bánh mochi matcha với lại đậu đỏ nha mọi người. Oh my god. City of mine, how I love, how I love the city of mine. It never gets me down. City of mine, how I love, how I love the city of mine. It never gets me down. Yeah. Bây giờ đang là 8 giờ sáng, gần 9 giờ. Thì ngày hôm nay gia đình mình sẽ cùng nhau đi ngắm Sakura một lần nữa vào ngày cuối cùng ở tại Tokyo. Đi thôi mọi người. Và đây chính là cái một trong những cái crossing rất là đông đúc người đi qua đi lại mọi người. Ngoài ra chúng ta có một cái là Shibuya Crossing nữa nha mọi người. Thank you so much. Thank you. Wow, nói thiệt đó là ngày hôm nay á, mình không biết là mình sẽ làm cái gì nữa. Nhưng mà ngày hôm nay mình sẽ đi ngắm hoa anh đào với lại gia đình của mình. Và sau đó là đi quay lại Matsuya đúng không? Matsuya để cho mẹ mua đồ shopping. Và sau đó là cả nhà chắc là về là khách sạn để soạn vali. Thì lúc đó mình sẽ đi tới capital của Ginza. Thì rất là nhiều bạn hỏi mình là mặc đồ á, mình có mấy cái áo á. Thì đó là áo đến từ thương hiệu capital. Thì ngày hôm nay mình có thể là sẽ đưa các bạn tới đó. Ngoài ra là chuyến đi này á, mình không có flexing túi gì đó mọi người. Mình chỉ đeo cái túi camera này thôi, nhưng mà nó cực kỳ tiện. Cái này là của Peak Design. Nó không có quá fashion, nhưng mà có điều á, mở ra có cái đồ đệm để đựng được camera nếu mà khi mà chúng ta không có quay á, cho nên không có còn phải cầm trên tay nó rườm rà gì hết. Thôi, bây giờ đem cà phê về cho gia đình thôi mọi người. Let's go. Và bây giờ chúng ta đang ở tại Chiroriga Fuji nha mọi người. Đẹp quá à. Thì hôm nay á, trời á, nó mát, nó ấm, đầy đủ hoa luôn mọi người. Có hoa anh đào trắng, rồi hồng, đầy đủ hết. Cho nên hôm nay là quá hợp lý để đi ngắm hoa anh đào vào ngày cuối ở tại Tokyo nha mọi người. Nhớ nha, Chiroriga Fuji. Hình như ở ngoài có mấy cái chỗ mà chèo xuồng nữa, rất là đẹp. Để quay quảng cáo, oh my god, quá đẹp luôn á, tuyệt vời luôn. Thời điểm này nha mọi người, Sakura luôn. Yeah. Bạn biết bây giờ mình đang ở đâu mọi người? Đây chính là khu Asakusa nha. Đây là Asakusa Canon Sensoji. Đây là một cái chùa rất là nổi tiếng ở tại đây mọi người. Có một cái lồng đèn rất là to, rất là nổi tiếng. Nên đến đây nha mọi người. Đối với lại mọi người á, chuyển cảnh chưa được 5 giây. Và tôi á, 20 phút luôn nha mọi người. Đi thôi. Hai bên hông cái chùa mọi người là những cái chỗ mà bán cái gì vậy? Ok. Bán mấy cái đồ bánh kẹo rồi nước nè mọi người. Rất là đẹp. Trong cái bịch này á là không chỉ xu của Nhật mà là của Mỹ, của Thái. Ở đâu cũng có đó. Còn trong cái túi này thì cái gì cũng có. Hình như là ở đằng sau á mọi người, là dọc hai bên đều bán quà lưu niệm rồi đồ ăn bánh kẹo á. Đi thử nha.
để mình cho các bạn coi ở hai bên đường nha mọi người. Ở ngay sau cái cổng á. Đẹp không? Quá đẹp luôn. Nếu tôi đi ở nước nào á, tôi sẽ mua sticker để dán lên vali của tôi hoặc là laptop. Thông báo mọi người, đây là con Hello Kitty mà Tini rất là thích. Bự thì thôi, xui. Not for sale. Mà có sale cũng không cho mua nha. Đố mấy bạn cái này là cái gì? Ta-da. Mình có thể bỏ tâm chỉ nha khoan của mình vô đây nữa. Rất là dễ thương. Kimono nha mọi người, 9.900. Đố các bạn ai mua cái này? Born in the city, I was raised on its edges. My pop worth is life when it's calm, blocks up on love in its center. If I could live here forever, think it'd be for the better. I love the weather, even though it's fog 24/7. I love the people, this is city, I met all my best friends. And I wanna thank every break, I wanna thank every entrance to every building that I step in this city of mine. I owe you most my best moments in life. See, I fell in love for the first time in Golden Gate Park. I saw my first rap show at Great American Hall. I used to beg my homies for a ride across the bridge to goof off and spend the whole damn day doing whatever we want. Keith drove us down to Ice Place while we'd roll up a blunt, and me and Jack would get stoned, walk around and get lost. Don't think I'll... phá của người ta một đống đồ, sau rồi cuối cùng mua có cái da beo mọi người. Thank you so much. Thank you. You have a good one. Thank you. Hết cái con đường này á, không hẳn nha, nhưng mà ít nhất á là đi tới cái tòa nhà đó thì mới quẹo là khách sạn của tôi. Tôi đang đi bế là không biết là đi bộ hay taxi. Nhưng mà chuyến này chắc là đi bộ rồi mọi người, không đón được taxi nha. Nó nhìn retro, nó nhìn hay hay á. Cũng ngang giá à. Ô rẻ hơn luôn. Mình mới mua cái con Pikachu Traditional Japanese nè mọi người. 16.500 yên. Rất là đẹp.